Sau khi ra mắt cách đây không lâu thì mới đây chiếc Race Friend đến từ thương hiệu Việt Mobistar đã chính thức lên kệ tại hệ thống thế giới di động và điện máy xanh. Và trong video hôm nay mình sẽ tiến hành mở hộp cũng như là trên tay nhanh chiếc Mobistar Race Friend này. Vẫn như thường lệ thì hộp của chiếc Race Friend vẫn là dạng hình vuông màu trắng với mặt trước in hình ảnh của sản phẩm. Phía trên thì chúng ta sẽ có logo của hãng và tên của sản phẩm Race Friend. Ở góc nhỏ phía dưới này thì ghi máy sử dụng chip MediaTek và sử dụng được 4G LTE. Mặt sau sẽ in một số màu của sản phẩm và sản phẩm này sẽ có hai màu là màu bạc và màu vàng đồng. Bên hông thì chúng ta sẽ có một số thông tin cơ bản của máy như là màn hình 5.5 inch Full HD, RAM của máy là 3GB và 16GB bộ nhớ trong. Máy có hai camera với camera sau là 13MP và camera trước là 5MP. Và máy được thiết kế bằng nhôm nguyên khối, sử dụng CPU 64 bit lõi 8, tốc độ là 1.3GHz. Chip đồ họa là Mali T720MP3 và máy sẽ có dung lượng pin là 3200mAh. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp em này. Và đây là chiếc Mobistar Race Friend phiên bản màu vàng đồng. Mình sẽ để qua một bên. Chúng ta sẽ xem bộ kiện bao gồm những gì nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái tai nghe. Một adapter sạc. Tiếp theo là một cây chọc sim, một cụm cáp micro USB, sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, và ở đây nó sẽ có ghi là hướng dẫn lắp sim cho bạn luôn. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái ốp lưng. Quay trở lại với chiếc Race Friend thì máy được làm từ hợp kim nhôm nguyên khối tương tự như Race Max. Thiết kế tổng thể của máy khá đẹp, mặt sau của máy được làm nhám mờ và mặt lưng thì được bo cong nhẹ và hai cạnh cho cảm giác cầm nắm thoải mái. Phía trước thì chúng ta sẽ có một màn hình 5.5 inch được bao xung quanh bởi một viền đen, tạo cảm giác cạnh viền của máy rất là mỏng. Phía dưới chúng ta sẽ không có gì vì ba phím cảm ứng đã được đưa vào bên trong màn hình. Ở trên thì sẽ có camera trước 5MP, cảm biến và loa đàm thoại. Bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có khe chọc sim và thẻ nhớ. Khe chọc sim này hoặc là bạn sử dụng hai sim không thẻ nhớ hoặc là một sim một thẻ nhớ. Nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn được bố trí bên cạnh phải. Phía trên là giá cắm tai nghe 3.5 và phía dưới là cổng micro USB và mic thoại. Mặt sau thì chúng ta sẽ thấy được chia thành 3 phần. Phần trên và dưới sẽ có màu khác so với phần giữa. Phần dưới sẽ là nơi đặt loa ngoài, phía trên là mic thu âm. Ở phần giữa là nơi đặt camera chính 13MP, đèn flash, logo Mobistar, tên sản phẩm và ký hiệu 4G LTE. Tuy mặt sau có những đường rãnh chia, tuy nhiên cảm giác máy vẫn rất là liền mạch, không quá thô và lệch lạc. Về tổng thể thì cảm giác khi cầm máy trên tay là cực kỳ chắc chắn. Tuy có màn hình lớn 5.5 inch nhưng nhìn rất là gọn gàng và vừa tay. Các phím bấm và góc cạnh thì được làm tỉ mỉ với những đường nét cắt kim cương sắc sảo. Nó mang đến cho chúng ta một cảm giác rất là sang trọng. Về cấu hình thì chiếc Race Friend được trang bị con chip MediaTek MT6735 với 8 nhân, xung nhịp là 1.3GHz. Máy sẽ có dung lượng RAM là 3GB và bộ nhớ trong là 16GB, có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Bên trong được trang bị sẵn hệ điều hành Android 5.1 Lollipop, không được tùy biển nhiều tính năng nhưng giao diện mang nét đặc trưng của Mobistar. Sản phẩm này còn có hỗ trợ kết nối 4G LTE nên các bạn có thể yên tâm là sẽ sử dụng được mạng 4G trong tương lai. Về hiển thị thì máy được trang bị màn hình 5.5 inch IPS LCD với độ phân giải Full HD. Kích thước rộng cùng độ phân giải khá tốt nên chất lượng giải trí được nâng cao. Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Dynalux giúp kéo dài thời gian và tuổi thọ của màn hình. Ngoài ra viên pin dung lượng là 3200mAh, rất thích hợp với tầm giá cũng như là độ phân giải màn hình. Bạn có thể sử dụng được sản phẩm trong vòng 1 ngày. Máy được trang bị bộ đôi camera lần lượt là 13MP và 5MP. Camera sau cho chất lượng ảnh tốt ở điều kiện ban ngày đủ sáng. Tuy nhiên ở điều kiện thiếu sáng, chất lượng ảnh chưa thể hiện được đầy đủ chi tiết nhỏ cũng như là màu sắc. Camera trước thích hợp với nhu cầu của giới trẻ hiện nay, có hỗ trợ phần mềm chỉnh sửa khuôn mặt rất trực quan. Và như vậy mình vừa hoàn thành xong video mở hộp cũng như là trên tay nhanh chiếc Mobistar Race Friend với mức giá tầm trung là 4.490.000 đồng, thì sản phẩm có mức dung lượng RAM là 3GB, kèm theo đó là màn hình 5.5 inch Full HD hiển thị sắc nét. Ngoài ra máy còn được hỗ trợ 4G LTE cũng như là thời lượng pin tốt. Nếu quan tâm đến sản phẩm này, các bạn có thể đến ngay cửa hàng thế giới di động hay điện máy xanh gần nhất để trải nghiệm và sở hữu ngay sản phẩm này các bạn nhé. Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? Hãy để lại comment bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.